giới thiệu đây là súp điện Modern là Onkyo R70. Súp này rất là to nha. Chiều cao của nó lên tới 56cm, hậu sâu 35cm và chiều ngang là 22cm. Với một cái súp kích thước cực kỳ to, các anh thấy nguyên bộ dàn xoay trung 3-4 thớt mà chồng lên, không có cao bằng một cái súp như vậy. Vừa to vừa nặng đánh vừa lực. Súp này mình có thể ghép với dàn 5.1, ghép với dàn karaoke, ghép với dàn mini, dàn xoay trung, xoay đại, tất cả đều ok. Súp này nó hợp cho đa thể loại âm ly, tức là dù âm ly nó có hỗ trợ ngõ súp, khi không có hỗ trợ ngõ súp vẫn ghép vào ok. Súp này kích thước to, bát nó rất là lực, bát của nó là 18cm, bát úp đất, úp ngược xuống nha. Đây là cái lỗ thông hơi, mình có thể đưa tay vào và mình gờ được cái súp phía trong nó đánh gà lục như thế nào. Ở trên này mình có thể chỉnh được volume, chỉnh cất tầng, nên dễ dàng phù hợp với cái mọi loại âm ly. Mình thích tiếng súp nó ra ầm ầm mạnh mẽ thì mình chỉnh volume to lên. Mình thích cái tiếng súp nó ra vừa phải, du dương, mềm mại thì mình dặn nhỏ volume cái tiếng súp lại và chỉnh cất tầng lại. Nếu mà ở nhà mình đã có bộ dàn nghe nhạc mini đại trung hoặc karaoke hoặc 5.1 mà mình thiếu cái dãy âm trầm, thiếu cái tiếng bass đánh ra, thiếu cái lực của cái súp hay lực của cái bài hát, lực của cái tiếng bass ra, thì đây là một cái giải pháp để mình cải thiện dãy âm trầm, cải thiện cái độ lực, cải thiện cái tiếng bass đánh ra. Sau khi ghép súp vào thì dãy âm trầm sâu hơn, cái tiếng bass mạnh hơn, nghe nhạc đen karaoke 5.1 thì phê hơn. Đương nhiên thì nó mình ghép vào thì đương nhiên phải hay hơn thì người ta mới ghép chứ. Ghép vào mà không hay thì ghép làm gì, đúng không? Đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220 nha. Nếu mà có nhu cầu mua cục đổi nguồn thì liên hệ với em. Onkyo R70, công suất của nó là 40W, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V nha. Chỉnh volume cất tầng ở trên đây, đây là nút bố vơ, nút nguồn, đây là súp điện nên nó có nút nguồn, mình tắt mở nguồn ở trên cái súp này luôn. Em mở thêm một chút xíu cái âm thanh nữa rồi mình quay mặt vào. Kết thúc clip test, các nào mua hàng thì liên hệ kết bạn Zalo với em 0931008099 để bên em gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau và xếp hàng cho các anh nha.